Truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với talk show tìm hiểu về công nghị của Tổng giáo phận Hà Nội. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, nhân kỷ niệm 110 năm công đồng kẻ sở, Tổng giáo phận Hà Nội cử hành một công nghị chung để toàn bộ thành phần dân Chúa cùng nhau ôn cố tri tân, nhìn nhận đời sống đức tin hiện tại và đưa ra đường hướng mục vụ cho tương lai. Chính vì thế, vào ngày 24 tháng 11 năm 2021, Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên đã cử hành một thánh lễ cầu nguyện cho công nghị và công bố triệu tập công nghị. Từ đó, từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2022, các cuộc hội thảo tiền công nghị đã lần lượt được tiến hành. Nhưng để hiểu một cách rõ nét hơn về công nghị của Tổng giáo phận Hà Nội, thì ngày hôm nay, Ban truyền thông đã tổ chức một buổi trò chuyện với một khách mời vô cùng đặc biệt. Con xin được trân trọng giới thiệu Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên. Ngài đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Con xin kính chào Đức Tổng. Xin chào MC, chào ban biên tập, xin chào quý vị khán thính giả. Tôi rất vui được trò chuyện với quý vị hôm nay. Công nghị Tổng giáo phận là một biến cố quan trọng trong đời sống đức tin của Tổng giáo phận chúng ta. Vì thế mà tôi cũng hy vọng là qua cuộc trò chuyện này sẽ giúp cho quý vị hiểu hơn về mục đích, ý nghĩa và về những kỳ vọng của Tổng giáo phận chúng ta đối với công nghị sắp tới. Vâng, con cảm ơn Đức Tổng rất nhiều. Mặc dù công việc mục vụ bận rộn nhưng Ngài vẫn nhận lời tham gia chương trình. Và kính thưa Đức Tổng, thưa quý vị, trước khi chúng ta bước vào nội dung chính, thì sau đây chúng ta sẽ cùng xem một đoạn phỏng vấn ngắn để xem giáo dân trong Tổng giáo phận hiểu như thế nào về công nghị. Cũng có nghe được qua các cha, cũng có khi tham dự thánh lễ thì các cha cũng có giảng về công nghị. Mà con tham gia thánh lễ thì con có một vài lần thì con có nghe các cha nói đến các công nghị. Và khi mà tìm hiểu thông tin ở trên mạng xã hội thì con cũng có gặp một số bài viết về đưa thông tin về các công nghị của giáo phận mình ạ. Con đã có nghe qua cổng thông tin của tòa tập giáo mục với cả các cha làm lễ cũng đã có giao. Con đã từng nghe về công nghị Tổng giáo phận ạ. Con được biết qua các cái trang, các bài đăng trên Facebook cũng như là trong thánh lễ các cha có nhắc đến công nghị của Tổng giáo phận. Chưa nắm vững được cái cơ bản và cũng chưa hiểu hết được cái vấn đề ý nghĩa của cái công nghị nó là thế nào. Theo con nghĩ thì công nghị là nó là một cuộc hội thảo hoặc là một cuộc họp hay là những cái buổi gặp mặt của các cha và các thành phần tham dự, ví dụ như là các giáo dân hoặc là những người muốn đóng góp ý kiến về một cái vấn đề nào đó. Cái này thì em cũng chưa tìm hiểu rõ lắm. Chỉ biết là có công tòa tổng giám mục là có công nghị thôi chứ còn không biết là công nghị là làm về cái gì. Theo con hiểu thì công nghị là một cuộc họp về công giáo do Đức giám mục chủ trì, và trong cuộc họp có sự tham gia của các linh mục, các tu sĩ cũng như là toàn thể các tín hữu trong giáo phận đó. Vâng, có nghĩa là công nghị kết thúc rồi, bởi vì rằng là đấy cũng có thấy nói là mời lên tòa tổng giám mục để có cái cuộc họp đấy thì là chắc là đấy là có sự kết thúc của công nghị. Theo con nghĩ thì tiền công nghị sẽ là những cái bước để chuẩn bị cho công nghị ạ? Con không hiểu nhầm ạ, tại vì tiền công nghị thì là một bước để mình chuẩn bị cho một buổi họp chính thức, thì hai cái tên gọi của nó đã khác nhau thì con sẽ không nhầm. Công nghị và tiền công nghị thì theo con hiểu là tiền công nghị là một bước đệm để chuẩn bị cho công nghị. Cái buổi tiền công nghị nó sẽ khác với công nghị. Dạ vâng, hội thảo tiền công nghị nó chuẩn hơn là hội thảo tiền công nghị, là nó mang tính chất là hội thảo và lấy ý kiến đóng góp của tất cả các tầng lớp trong dân chúa của Tổng giáo phận Hà Nội để chuẩn bị cho buổi công nghị. Theo con thì công nghị được tổ chức để nhằm giải quyết những cái vấn đề còn tồn đọng trong mỗi giáo phận, cũng như là để nâng cao về đời sống đức tin cho mỗi tín hữu. Công nghị được tổ chức để với mục đích là đức cha sẽ tham vấn ý kiến của cộng đoàn dân chúa để đưa ra những cái quyết định để góp phần phát triển các công tác mục vụ cũng như là góp phần xây dựng đức tin cho bà dân chúa. Con chỉ biết cầu nguyện thôi chứ còn về các cái vấn đề khác thì con chưa biết làm cách nào để làm. Con sẽ cố gắng làm theo những cái lời kêu gọi của các cha khi mà các cha đóng góp ở trong mỗi thánh lễ. Quan trọng nhất
nguyện cầu nguyện cho công nghệ diễn ra được tốt đẹp và thành công, cũng như là cầu nguyện cho Đức Giám Mục, cho các linh mục, tu sĩ và đặc biệt là các tín hữu để con có thể nâng cao về đời sống đức tin. Bằng cái nỗ lực của bản thân con nhận thấy rằng là nếu như cái gì mà con cần có ý kiến, con có thể đóng góp được thì con sẽ đưa ra ý kiến để gửi lên công nghệ tham luận và đưa ra phương án. Kính thưa Đức Tổng, thưa quý vị, như chúng ta vừa xem đoạn phỏng vấn ngắn thì có thể thấy rằng không phải ai cũng hiểu đúng và hiểu rõ về công nghị của Tổng giáo phận. Vậy thì con xin Đức Tổng có thể chia sẻ cho chúng con về khái niệm của công nghị được không ạ? Cảm ơn Ban Truyền thông đã thực hiện cuộc phỏng vấn vừa rồi. Tôi cùng xem với các anh chị thì tôi thấy là người giáo dân cũng quan tâm đến công nghị. Tuy rằng nhận thức của họ và sự hiểu biết của họ về công nghị thì chưa nhiều. Một vài bạn trẻ cũng đã nói lên được một hai khía cạnh của công nghị. Nhưng mà để hiểu rõ công nghị thì chắc chắn chúng ta phải có những chia sẻ rõ hơn. Trước hết, theo giáo luật điều 460 định nghĩa công nghị là một hội nghị triệu tập các linh mục và những anh chị em tín hữu khác của giáo hội địa phương, tức là giáo phận, do Đức Giám Mục triệu tập với mục đích là bàn hỏi, thảo luận để giúp Đức Giám Mục thi hành nhiệm vụ của mình tại giáo hội địa phương. Đó là định nghĩa của giáo luật điều 460. Như thế chúng ta thấy là đây là một cái hội nghị quan trọng, được triệu tập như là một dịp rất đặc biệt với mục đích là cùng nhau để thảo luận, để bàn hỏi, để lắng nghe ý kiến của mọi thành phần dân Chúa, để đưa Tổng giáo phận của chúng ta theo như là một sự phát triển về đức tin, nhắm tới sự phát triển về đức tin trong một bối cảnh xã hội đang có nhiều biến chuyển và nhiều thay đổi. Công nghị được tổ chức một cách rất là chu đáo, cho nên phải có cái giai đoạn gọi là tiền công nghị. Những buổi hội thảo tiền công nghị nhằm mục đích để lắng nghe ý kiến của mọi thành phần dân Chúa về một vấn đề được nêu, và chúng tôi có cơ hội để hiểu biết hơn người dân hôm nay nghĩ gì, kỳ vọng những gì nơi giáo hội. Và đây cũng là cơ hội mà chúng ta được đón nhận ý kiến của mọi người để cho người giáo dân cảm thấy họ cũng có trách nhiệm và có quyền lợi để nói lên tiếng nói của mình, chứ không phải hoàn toàn chỉ là thụ động trong đời sống đức tin. Chính vì thế mà công nghị là một cuộc hội nghị do giám mục triệu tập. Tham dự thì gồm có các linh mục và anh chị em tín hữu, và với mục đích như tôi vừa nói. Vâng, con cảm ơn Đức Tổng rất là nhiều. Với lời giải thích vừa rồi của Ngài thì chắc hẳn là con và quý cộng đoàn đã hiểu rõ hơn và không còn mơ hồ về khái niệm của công nghị nữa. Nhưng mà theo như đoạn phỏng vấn vừa rồi và một số người con cũng đã gặp trực tiếp thì họ tưởng rằng giai đoạn tiền công nghị đã chính là công nghị và họ tưởng rằng công nghị đã kết thúc rồi. Vậy thì xin Ngài một lần nữa khái quát, phân định một cách khái quát nhất giữa tiền công nghị và công nghị. Vâng. Chúng ta có cả một năm để chuẩn bị, gọi là tiền công nghị. Thì từ ngày khai mạc năm công nghị 24 tháng 11 năm 2021 cho đến bây giờ thì chúng ta đã tổ chức 22 cuộc hội thảo. Trong số đó thì có một số cuộc hội thảo được truyền hình trực tuyến. Cái chữ tiền công nghị tự nó đã nói lên cái mục đích của những cuộc hội thảo này, chưa phải là công nghị chính thức. Bởi vì để có được những quyết định, những hướng dẫn cụ thể trong cái chương trình mục vụ thì phải lắng nghe ý kiến của dân. Vì thế cho nên chúng ta có 22 cuộc hội thảo, thì đây là cái cuốn mà tổng kết tất cả các bài thuyết trình và các bài tham luận cũng như ý kiến của anh chị em tín hữu. Quý vị thấy một cái cuốn sách dày như vậy là hoa trái của những cuộc hội thảo tiền công nghị. Và đây là những bài thuyết trình, những bài tham luận và ý kiến của dân Chúa được lưu lại
Và chúng tôi ban soạn thảo tài liệu dựa vào cái cuốn này để mà soạn thảo cái tài liệu làm việc chính thức cho công nghị. Thì từ cái cuốn sách này thì chúng tôi đã soạn thảo đúc kết thành cái cuốn gọi là tài liệu làm việc của công nghị, tức là trong những ngày tới đây là công nghị chính thức từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 11 tháng này. Thì chúng tôi sẽ dựa trên cái cuốn tài liệu làm việc này để mà tiếp tục đóng góp ý kiến. Và sau khi đã đóng góp ý kiến rồi thì đây là cái văn bản chính thức, chúng ta cũng có thể gọi là văn kiện của công nghị Tổng giáo phận Hà Nội năm 2022. Vì thế cho nên là công nghị chính thức thì chưa khởi đầu. Công nghị sẽ khai mạc vào lúc 18 giờ Chủ nhật ngày lễ Chúa Kitô Vua, tức là ngày 20 tháng 11, và sẽ kết thúc với thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Sở Kiện, chính nơi cách đây 110 năm đã diễn ra công đồng Cải Sở năm 1912. Vì thế cho nên là cho đến bây giờ chúng ta mới kết thúc giai đoạn tiền công nghị và chúng ta đang chuẩn bị khai mạc công nghị chính thức. Và công nghị này sẽ quy tụ mọi thành phần dân Chúa để cùng nói lên cái tiếng nói của mình vì tương lai của giáo phận chúng ta. Vừa rồi thì Ngài đã cho chúng con hiểu những thông tin khái quát nhất về công nghị và tiền công nghị. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút về công nghị của Tổng giáo phận Hà Nội. Ngài cũng vừa nhắc là nhân kỷ niệm 110 năm công đồng Kẻ Sở thì Tổng giáo phận của chúng ta triệu tập công nghị. Vậy thì trong những hoàn cảnh và trường hợp nào thì công nghị sẽ được triệu tập ạ? Chúng ta trở về với công đồng Kẻ Sở năm 1912. Đó là bối cảnh xã hội ở Việt Nam lúc bấy giờ. Mà giáo hội Công giáo ở Việt Nam nói chung và giáo hội miền Bắc nói riêng vừa mới thoát ra khỏi những cuộc cấm đạo rất là tàn khốc. Vì thế cho nên năm 1900 thì các vị chủ chăn của giáo tỉnh miền Bắc từ biên giới Trung Quốc cho đến sông Danh vĩ tuyến 17 đã tổ chức công đồng miền lần thứ nhất tại Kẻ Sạt năm 1900. Và 12 năm sau thì các đấng tổ chức công đồng tại Kẻ Sở của chúng ta. Công đồng miền có một cái tầm mức rất lớn bởi vì nhắm tới mục đích là thống nhất những điều liên quan đến mục vụ trong giáo tỉnh, đồng thời đưa ra những định hướng cho người tín hữu bởi vì cái bối cảnh xã hội nó hoàn toàn thay đổi. Khi mà các cuộc cấm đạo vừa chấm dứt, người giáo dân còn hoang mang, lo sợ và người ta không biết cái hướng đi phải thế nào. Rồi giáo hội cũng tìm cho mình có một chỗ đứng rất là cụ thể trong cái xã hội của thời bấy giờ. Công nghị của chúng ta đấy thì nó không ở tầm mức giống như là công đồng. Công nghị thì nó ở cái mức độ thấp hơn, nhỏ hơn và chỉ dành riêng cho một tổng giáo phận thôi. Nhưng mà nó cũng mang tính chất giống như công đồng bởi vì nó nhắm để đáp ứng cho những nhu cầu của thời đại. Thì cái nhu cầu của chúng ta đấy, mục đích của chúng ta đã được thể hiện qua chủ đề của công nghị tổng giáo phận, đó là canh tân đời sống đức tin. Chúng tôi đã suy tư rất nhiều và đứng trước một xã hội Việt Nam đang thay đổi, nhiều vấn đề mục vụ mới được đặt ra. Những vấn đề mà trước đây vài thập niên, 50-60 năm thì không có, ví dụ như là vấn đề di dân, vấn đề tha ngăn trở khác đạo, hôn nhân khác đạo, vấn đề sinh viên công giáo thì nó hoàn toàn khác. Cho nên trong xã hội của chúng ta hôm nay có nhiều cái mô hình mục vụ mới để nó đáp ứng với thời đại. Chính vì vậy mà chủ đề được chọn cho công nghị Tổng giáo phận Hà Nội năm 2022 đó là canh tân đời sống đức tin, có nghĩa là làm thế nào để người giáo dân sống đức tin trong một cái bối cảnh mà càng ngày càng bị tục hóa. Rồi các bạn trẻ là những người rời làng quê của mình đi ra thành phố để kiếm việc làm. Rồi các bạn trẻ đi học đại học, các bạn trẻ đi nghĩa vụ quân sự, các bạn trẻ ra nước ngoài, các bạn trẻ làm ở văn phòng, nhà máy, hãng xưởng. Thì làm thế nào để mà giữ được đức tin, sống đức tin và làm chứng cho đức tin. Rồi chúng tôi cũng cố gắng làm sao để mà nêu lên những cái vấn đề mục vụ rất là cụ thể, những cái ưu tư trong đời sống gia đình hiện tại, những vấn đề phá thai, vấn đề giới trẻ, rồi vấn đề xã hội, công nhân, vấn đề
đời sống công nghiệp. Thì tất cả những cái điều đó được đề cập trong các cái cuộc hội thảo tiền công nghị và sẽ được đề cập chính thức trong cái tài liệu làm việc của công nghị này, đều chung quy lại một cái mục đích, đó là canh tân đời sống đức tin. Bởi vì đức tin chúng ta đón nhận từ Chúa phải được chăm sóc làm cho sinh hoa kết trái. Đức tin giống như một viên ngọc quý, nhưng mà không phải là một viên ngọc giống như một đồ cổ chúng ta lưu giữ trong tủ, nhưng mà đức tin phải được sống, và chúng ta qua những thực hành đạo đức, chúng ta làm cho đức tin lớn lên mỗi ngày và sinh hoa kết trái trong cuộc đời. Và như Đức Tổng vừa có nhắc ấy, là chúng ta sẽ hướng đến việc canh tân đời sống đức tin. Vậy đó có phải là toàn bộ mục đích và ý nghĩa của công nghị của Tổng giáo phận không ạ? Đó là mục đích chính của công nghị Tổng giáo phận chúng ta. Nhưng mà đức tin được nhìn nhận ở nhiều khía cạnh khác nhau. Ở phụng vụ, ở việc ở đời sống gia đình, ở cơ cấu tổ chức của giáo xứ, ở sinh viên, ở giới trẻ, ở những người di dân, và ở những người làm việc tông đồ cộng tác trong sứ vụ truyền giáo ở các hội đoàn. Khi mà con tham gia những cái buổi hội thảo tiền công nghị thì cũng có một số người đề ra một cái thắc mắc, đó là vậy thì ai sẽ là người triệu tập công nghị và đấng ấy có thể ủy quyền cho một người khác được không ạ? Theo giáo luật thì chỉ có giám mục chính tòa mới được quyền triệu tập công nghị. Cho nên là vị giám quản tông tòa và vị giám mục phó thì không được quyền triệu tập công nghị. Cho nên nói ví dụ, trong khi đang tổ chức công nghị mà vị giám mục địa phận chết đi thì công nghị phải ngưng, không được tiếp tục nữa, bởi vì chỉ có giám mục chính tòa mới được triệu tập và chủ trì cái công nghị địa phận. Vậy thưa Đức Tổng, là khi mà công nghị đã chính thức được triệu tập rồi thì thành viên của công nghị sẽ bao gồm những ai ạ? Công nghị của chúng ta sẽ được khai mạc ngày 20 tháng 11 và cho đến ngày hôm nay thì tham dự viên chính thức sẽ có 183 người. Thì trong số đó thì 1/3 là linh mục, 1/3 là tu sĩ và 1/3 là giáo dân. Thì chúng tôi đã gửi tài liệu, mỗi một tham dự viên là gửi một cuốn này cùng với cái thư mời và những bản hướng dẫn và những cái mẫu câu hỏi. Thì chúng tôi đã gửi cho các tham dự viên đến hôm nay là hơn một tuần, và chúng tôi đề nghị các tham dự viên phải đọc chi tiết, đọc kỹ và suy tư, và có thể là viết ra những cái ý kiến mà mình nói lên cái sự đồng thuận hay là cảm thấy còn băn khoăn đối với những nội dung được nêu trong cuốn tài liệu làm việc. Vâng, vậy như Đức Tổng vừa nhắc là ngoài các đấng bậc như là các linh mục, các tu sĩ thì còn có giáo dân nữa. Vậy thì con có một thắc mắc nho nhỏ là có phải ai cũng sẽ được tham gia, hay là nếu không thì sẽ có một cái tiêu chí nào đó để các giáo dân được tham gia trực tiếp không ạ? Chúng tôi tính theo giáo hạt, mỗi một giáo hạt là bao nhiêu người đại diện. Chúng tôi cũng tính theo giới, tức là những người đang sống đại diện cho giới gia đình, cho những người cao niên và cho những bạn trẻ. Thì như thế có thể nói được là cái danh sách tham dự viên công nghị của Tổng giáo phận rất là đầy đủ, đại diện cho mọi thành phần dân Chúa. Và 183 tham dự viên này đại diện cho 350.000 giáo dân của Tổng giáo phận Hà Nội. Tôi nghĩ họ sẽ là những người mà rất là vinh dự vì được mời đến để tham dự công nghị. Và tôi cũng được biết là có nhiều vị được mời, và khi họ nhận được tài liệu thì họ cũng rất là chăm chú và chuyên cần đọc, nghiên cứu cái tài liệu này. Vâng, quả thực với những số liệu mà Đức Tổng vừa đưa ra thì con cảm thấy những ai mà được tham dự trực tiếp thì quả là rất vinh dự. Vậy thì con xin được hỏi Đức Tổng là khi mà bắt đầu chính thức bước vào công nghị thì nó sẽ diễn ra theo những giai đoạn nào? Chúng tôi sẽ có 9 phiên họp chính thức ở trong công nghị. Và mỗi một phiên họp như thế đấy thì kéo dài chừng hơn một tiếng đồng hồ.
sẽ có một vị giới thiệu một cái đề tài, bởi vì nói đến 9 phiên họp, tức là 8 đề tài và một phiên họp mà khai mạc. Thì mỗi một vị giới thiệu một cái đề tài như thế thì đưa ra cái không phải là đọc một cái bài tham luận nữa rồi. Bài thuyết trình và tham luận thì nó ở giai đoạn 1, giai đoạn tiền công nghị. Nhưng mà đây á, cái vị giới thiệu vấn đề được nêu ra, đồng thời cũng gợi ý đề nghị những quy định mà ban soạn thảo đã mất rất nhiều công để mà soạn thảo trong cái tài liệu này. Sau đó thì chúng tôi lắng nghe ý kiến của các tham dự viên trong những cái vấn đề được nêu để hoàn thành một cái văn kiện chính thức của công nghị. Cho nên những tham dự viên được mời gọi đến để dự công nghị là những người hiểu vấn đề và chia sẻ cái thao thức của chúng tôi, cũng như đem đến công nghị những cái băn khoăn, trăn trở và những cái khó khăn hoặc là những vấn đề nó đang tồn đọng, nổi cộm trong cái giáo xứ hoặc là trong khu vực mà mình đang sinh sống. Vâng, con cảm ơn Đức Tổng rất là nhiều. Vậy thì với những tham dự viên mà tham dự trực tiếp công nghị của Tổng giáo phận thì những người ấy sẽ phải có một tinh thần tham dự như thế nào thưa Đức Tổng? Công nghị là công trình chung của tất cả chúng ta. Công nghị cũng không phải là chỉ là một cuộc họp. Nhưng mà công nghị là chúng ta cộng đồng trách nhiệm, và mỗi người tín hữu chúng ta đều có bổn phận thi hành ba chức năng của bí tích rửa tội mà Chúa ban cho chúng ta. Một là chức năng ngôn sứ, hai là chức năng tư tế, và ba là chức năng vương đế. Công nghị được triệu tập với những thao thức của hiện tại và hướng về tương lai. Những cuộc họp thì sẽ có thể kết thúc, nhưng mà tinh thần của công nghị thì không kết thúc với thời gian, với những cuộc họp. Vì thế mà chúng tôi kỳ vọng nơi công nghị này sẽ để lại một cái dấu ấn nơi tâm hồn của người tín hữu cũng như trong đời sống đức tin của Tổng giáo phận. Chúng tôi kêu gọi anh chị em, những người đi tham dự công nghị cũng như những người không tham dự công nghị, đều cùng chung lòng chung sức với chúng tôi để sống đức tin giữa đời. Có nhiều người không coi việc sống đức tin là một nhu cầu, nhưng mà coi đó là một nếp văn hóa, hoặc là coi đó là một thành phần phụ thêm vào. Có cũng được, mà không có cũng không sao. Như thế chúng ta chưa thực sự hiểu đức tin, và chúng ta chưa sống đức tin trong đời sống của mình. Phải làm sao để đức tin là một động lực thúc đẩy suy nghĩ của mình, lời nói của mình và hành động của mình, để đời sống đức tin và giáo huấn của Chúa Giêsu thể hiện ngay chính trong cuộc sống cụ thể của chúng ta. Chúng tôi kỳ vọng nơi quý ông bà và anh chị em, nơi mỗi thành phần dân Chúa ở Tổng giáo phận Hà Nội, và chúng tôi cầu nguyện để những kỳ vọng ấy được thành sự thật. Chúng ta biết là có một sự đồng điệu trùng lập rất là kỳ diệu giữa công nghị Tổng giáo phận Hà Nội với Thượng hội đồng giáo mục thế giới lần thứ 16 do Đức Thánh Cha Francisco triệu tập. Chúng ta đã kết thúc giai đoạn giáo phận chuẩn bị Thượng hội đồng giáo mục, hiện nay đang là giai đoạn châu lục, và Thượng hội đồng giáo mục chính thức sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2023. Chủ đề của Thượng hội đồng được Đức Thánh Cha Francisco nêu lên đó là hướng tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham gia và sứ vụ. Vậy thì chúng ta, công nghị Tổng giáo phận Hà Nội chọn chủ đề là canh tân đời sống đức tin. Tất cả mọi người đều cùng hợp sức chung lòng để mà làm cho đức tin sinh hoa kết trái, và để cùng nhau trình bày đức tin với một phong cách mới phù hợp với con người hôm nay và nền văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Như thế tôi nghĩ có một sự trùng lập hài hòa giữa công nghị Tổng giáo phận Hà Nội và Thượng hội đồng giáo mục thế giới lần thứ 16. Đối với quý vị tham dự viên, như tôi vừa nói tới, quý vị đến với công nghị không phải nhân danh cá nhân, mà quý vị đến với tư cách là đại diện cho dân Chúa, bởi vì 350.000 người tín hữu của Tổng giáo phận Hà Nội chỉ có 183 tham dự viên thôi. Cho nên quý vị đến tham dự công nghị là quý vị mang
theo một trách nhiệm lớn lao đại diện cho dân Chúa, nói lên tiếng nói của mình để chúng ta có thể truyền tải cái thông điệp của công nghị đến cho anh chị em tín hữu tại giáo xứ mà mình đang sinh sống. Vì thế quý vị phải đọc cái cuốn sách tài liệu làm việc. Quý vị phải nghiên cứu, chưa hiểu nội dung, có thể quý vị hỏi cha xứ của quý vị. Đồng thời quý vị phải mang đến cho chúng tôi một tâm tình hay là những góp ý kiến. Quý vị nhận định rõ những thách đố và những khó khăn nơi giáo xứ quý vị đang sinh sống. Và như thế quý vị đến tham dự công nghị không phải một cách thụ động chỉ để lắng nghe, nhưng còn đến để hiểu, đến để cảm nhận được sức mạnh thiêng liêng và đến để thấy trách nhiệm của mình và trách nhiệm của người tín hữu trong giáo hội. Chúng ta không được quên một cái khía cạnh rất là quan trọng, đó là khía cạnh siêu nhiên. Bởi vì công nghị mà chúng ta làm là những cố gắng của con người. Nhưng mà những cố gắng ấy có thể sinh hoa kết trái nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Vì thế mà chúng ta cũng phải cầu nguyện. Những tham dự viên cũng phải cầu nguyện, bản thân chúng tôi cũng cầu nguyện. Và đương nhiên trong các cái thời khắc quan trọng của công nghị, chúng ta phải xin ơn Chúa Thánh Thần. Tôi tin tưởng vào ơn Chúa. Tôi kỳ vọng nơi các tham dự viên sẽ có một công nghị đem lại nhiều hoa trái tốt đẹp. Vậy thưa Đức Tổng, đó là đối với những tham dự viên trực tiếp. Vậy còn đối với toàn bộ giáo dân trong Tổng giáo phận Hà Nội thì Ngài có những lời mời gọi hoặc nhắn nhủ nào gửi đến các tín hữu không ạ? Tôi mới gửi một thư mục vụ cách đây 3 ngày. Và trong thư mục vụ ấy tôi kêu mời tất cả mọi người cầu nguyện cho công nghị. Tôi cũng kêu gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa của Tổng giáo phận Hà Nội hãy nhận ra vinh dự của mình được là người công giáo. Vinh dự vì làm con cái Chúa, vinh dự vì chúng ta đang sống trong một thời khắc lịch sử rất là đặc biệt. Và khi chúng ta cảm nhận được vinh dự ấy thì chúng ta quan tâm đến giáo hội. Cái mục đích của chúng tôi khi tổ chức công nghị đó là khơi lên nơi người tín hữu cái mối quan tâm về giáo hội. Bởi vì một khi người ta dửng dưng với giáo hội thì giáo hội phát triển cũng được, không phát triển cũng được. Mà xứ tôi có cha xứ cũng được, không có cha xứ cũng được. Chúng tôi sửa nhà thờ cũng được, không sửa nhà thờ cũng được. Thế thì khi mà người ta không quan tâm đến giáo hội thì rất khó mà nói đến việc phát triển đức tin và truyền giáo. Chúng tôi muốn qua công nghị này khơi lên nơi mỗi tâm thức của mỗi người Kitô hữu mối quan tâm đến giáo hội để khẳng định với quý vị rằng Chúa đang hiện diện giữa chúng ta và giáo hội là chiếc cầu nối để dẫn đưa chúng ta đến với Chúa. Xin quý vị cùng với chúng tôi chia sẻ thao thức này. Kính thưa quý vị, vừa rồi Đức Tổng Giuse đã chia sẻ cho chúng ta những thông tin vô cùng chi tiết và cụ thể về công nghị của Tổng giáo phận Hà Nội. Và nhờ lời chia sẻ của Ngài mà chắc hẳn là mỗi người chúng ta đã có thể hiểu đúng và hiểu rõ hơn về công nghị của Tổng giáo phận, một sự kiện vô cùng quan trọng và ý nghĩa của gia đình Tổng giáo phận Hà Nội. Một lần nữa, con xin được cảm ơn Đức Tổng rất nhiều vì đã dành thời gian đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn MC, cảm ơn ban truyền thông của Tổng giáo phận và cảm ơn quý vị khán thính giả. Tôi cầu xin Chúa ban cho quý vị được sức khỏe, bình an, niềm vui và hạnh phúc. Và xin nhắc lại một lần nữa là xin cầu nguyện cho công nghị của chúng ta. Đây là công nghị của chúng ta. Xin cảm ơn và kính chào. Kính thưa quý vị, vậy chúng ta hãy cùng nhau hướng đến công nghị của Tổng giáo phận Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 11. Mọi thông tin chi tiết về công nghị của Tổng giáo phận sẽ được ban truyền thông cập nhật trên website www.tonggiaophanhanoi.org, fanpage truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội và kênh YouTube TGP Hà Nội. Và giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!